Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Đây là cái khu vực sống đời của mình. Sau bao nhiêu nỗ lực thì mình cũng gần ra giỏ được xong rồi ha. Đó, trong quá trình đó thì mình cũng đã gom tất cả những cây sống đời Thái và sống đời Đà Lạt này vào cùng một cụm để chuẩn bị chăm sóc và làm hoa Tết 2024. Đó, đây là cây cụm sống đời Thái và sống đời Đà Lạt của mình này. Cây này là sống đời Đà Lạt này mọi người. Đó. Cây này thì có màu vàng nha. Mình mua giống ở trên Đà Lạt cho nên mình gọi nó là cây sống đời Đà Lạt. Ở đây thì mình cũng không có nhiều đâu. Được tầm chục cây thôi. Đó. Tại vì mình chăm sóc cây này thì mình cũng chăm sóc chung như cây sống đời thường ha. Nó không có chế độ riêng biệt nào hơn cho nên là nó cũng phát triển không được tốt lắm. Nếu mọi người muốn chăm sóc cây sống đời Thái và sống đời Đà Lạt này đạt hiệu quả cao á thì phải chăm xịt thuốc thường. Tại vì cây này nó hay bị sâu lắm. Đó. Do số lượng của mình cũng ít cho nên là mình cứ để vậy thôi. Còn đây là cây sống đời Thái. Cây này màu vàng nha. Màu vàng thì cây rìa lá của nó hơi vàng một chút. Còn ở đây thì màu đỏ này. Sống đời Thái màu đỏ. Đó, cây rìa của nó có màu đỏ đỏ một chút ha. Đó, hiện tại thì vườn mình chỉ có hai loại thôi, màu vàng với màu đỏ. Cây thì phát triển khá tốt, như những cây này là mình bấm đọt một lần rồi nè. Mình bấm đọt, mình lấy cái đọt đó mình nhân giống á. Cây này thì cũng bấm một lần rồi nè mọi người. Đó. Còn đối với những cái cây mà chưa bấm đọt á thì nó lên cũng rất mạnh nè. Cây cao lên tầm 10 cm á thì nó búng rất nhiều đọt luôn. Đó, mình quay cho mọi người xem ha. Đây. Rất nhiều đọt luôn ha. Thì theo như mình tìm hiểu á, thì cây sống đời Thái này thì người ta sẽ xuống giống vào ngày 15 tháng 9 âm lịch ha, và làm hoa Tết. Thì hiện tại thì mình đã gom tất cả những cái cây này lại ở cùng một chỗ để chuẩn bị làm cho hoa Tết. Ở đây của mình thì có hơn 200 cây. Đó, hơn 200 cây này. Có một số cây bự. Những cây bự ở bên này là những cái cây mà mình nhân giống trước ha. Nhân giống trước thì cây nó sẽ bự hơn. Còn những cái cây ở bên này thì mình nhân giống sau. Đó, cây nó nhỏ hơn này. Bắt đầu từ giai đoạn này thì mình sẽ phân thuốc đều hơn cho cây để cây nó phát triển cho được tốt. Đây là những cái cây mà mình đã nhân giống mà chưa có tách con ra này mọi người. Đó. Chưa tách con ra cho nên cái lá của nó sẽ nhỏ hơn. Đó, như mọi người quan sát đây, lá nó nhỏ và nó cũng xấu hơn. Còn những cái cây này bắt đầu ra ngoài này thì nó phát lên. Ha. Rồi về nhân giống này, chăm sóc cây sống đời Thái, sống đời thường, sống đời Đà Lạt. Cũng như rải phân, xịt thuốc cho cây thì trong kênh của mình cũng có video hết rồi. Mọi người có thể vào tham khảo nha. Mình xin nói lại đó là nếu muốn cây sống đời Thái này nó tốt và phát triển hiệu quả thì mọi người phải siêng nó xịt hơn so với cây sống đời thường. Tại vì số lượng trong vườn của mình ít cho nên là mình để chung chung như vậy ha. Không có chế độ riêng biệt cho nên cây nó cũng không có đạt hiệu quả cao. Năm nay thì mình sẽ nhân giống vào cây vào trong những cái ly như thế này và làm hoa Tết trong những cái ly như thế này ha. Đây là những cái ly này. Một số cây thì cũng là bự rồi nè mọi người. Cái này là mình vừa mới thay vào á. Ở đây thì mình có mấy chậu này. Cái này là mình vừa mới cắm con giống ngày hôm qua. Đây thì chủ yếu là sống đời Thái thôi. Chứ sống đời Đà Lạt thì ít lắm. Ở bên này mình cũng có. Mình cắm được cũng gần 200 con giống nữa ha. Như vậy thì sương sương khu vườn của mình năm nay Tết cũng được 500 con giống nếu như không có gì thay đổi. Còn đây là một số cây mà mình cắm lâu rồi. Đó, cây thì ra rễ tốt rồi. Bây giờ thì bắt đầu mới có thời gian để chăm sóc. Đó. Còn về cái phần giá thể để vô cây sống đời này thì trong kênh của mình cũng đã có video rồi ha. Mỗi lần mình trộn giá thể, ủ giá thể này này thì mình sẽ trộn một khối lượng lớn. Đó. 1 đến 200 bao xây dừa và xài tới khi nào hết thì mình sẽ là tiếp tục trộn tiếp ha. Cái này thì gồm có xây dừa, vỏ trấu, tổng hợp các loại phân, phân bò nè, phân gà, rồi một số loại phân
hữu cơ khác rồi mình ủ lên đó. Như thế này là mình được một cây rồi này. Đó, cái sống đời thái thì thực ra mình không cần phải vô nó nhiều xây dừa quá đâu. Mình thấy một số chỗ người ta làm những cái bịch nhỏ xíu không à. Này năm nay mình có những cái ly này cho nên mình vô cái ly này nhìn cho nó đẹp hơn ha. Đó. Thì đây mình cũng có khá nhiều con nhưng mà do không chăm sóc cho nên cây nó rất chi là ốm, vàng, thiếu phân. Đó, nay thì mình bắt đầu gom lại và tiến hành chăm sóc hết ha. Đấy, quay lại với những cây sống đời này. Đấy, chăm sóc hoa Tết á, thì mình không chỉ là chăm sóc để hoa nhiều, hoa đẹp mà còn phải chăm tới bộ lá ha. Cho nên cây sống đời thường này, cây sống đời thái này nè, nó rất hay bị sâu và sâu nó ăn cũng rất nhiều luôn. Cho nên mọi người làm thì nhớ chăm sóc kỹ nó một chút. Rồi. Một con giống này mọi người, một con giống mà rất chi là đẹp luôn, to luôn ha. Thì đây là sống đời Đà Lạt. Rồi video của mình tới đây là kết thúc rồi. Bây giờ mình thì bắt đầu tách con ra, rồi bắt chăm sóc cây này. Để vài ngày nữa thì mình sẽ tiến hành tưới phân cho cây. Và mình sẽ cập nhật thường xuyên những cái công việc cũng như việc làm của mình ở trên cái khu vườn này, ở tất cả các loại hoa kiểng nhà mình có, để cho mọi người cùng xem tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.